Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm sáng hôm nay đến khoảng 4 giờ chiều thì anh em cùng với bà con trên thôn bản là vừa đổ xong cái đế mố một các bạn ạ, cái móng ấy. Thì là sắp tới thì nghe thời tiết báo là sẽ có cơn bão, cho nên là anh em cũng hôm nay là sẽ cố gắng ở lại đây để tăng ca, có thể là sẽ uốn sắt cũng như là buộc cái sắt đế móng số mố 2 này. À, phía bên này là bà con chiều nay là vừa đổ bê tông xong rất là mệt này, ra đây ăn bữa cơm chiều. Đói lắm không? ăn đi. À, thức ăn này là anh em mua để nấu cơm từ trưa rồi. Mấy chị em rất là cố gắng đấy, làm rất nhiệt tình và hăng say luôn. Làm bê tông mệt quá đói cơm này. Chị em lên ăn cơm chiều. Mấy anh chị em ăn cơm xong rồi tí hộ hộ em tí nữa xong rồi mới nghỉ nhá. Không nghỉ đâu. Không nghỉ đâu. Thế là làm đến không sáng ngày mai luôn nhá. Làm đến sáng mai luôn. Nghỉ nhá. Xây bà lăng thể quá nhỉ. Do là sáng nay là cái đường vận chuyển nó cũng khá là xa các bạn. Ở tít ngoài kia vào đây là khoảng 1 cây số. Lên đến nơi chị em đã bốc, đã xúc hẳn mấy chục bao, gần 100 bao rồi đấy. Xong rồi chuyển đồ xuống đây mới được đổ bê tông thì khá là vất vả. Anh em gần như buổi trưa là đổ gần như không luôn, không nghỉ. Buổi trưa cho bà con ăn cơm, nhưng ăn vội ăn vàng. Con bây giờ đói, ăn chiều. Căng thể nhá. Nằm mó căng nhá. Căng luôn. À, nằm mó căng, nằm mó trâu nhá. Sai lăng thể đấy, đói nằm máu trâu đi, đói cơm lắm các bạn ạ, nằm máu trâu nhá, ăn cơm no đi, mà sẽ tiếp tục lấy sắt sang để buộc cái đế bên kia, đế bên này thì anh em đã đổ bê tông xong rồi, tranh thủ hôm nay chắc được nắng của hôm nay hoặc ngày mai nữa thôi, ngày kia sẽ mưa và anh em sẽ không làm được, nên là cố gắng đẩy nhanh tiến độ để cho nó kịp, không có sợ không kịp là đổ bên kia nó sạt xuống và mưa lũ nữa là rất là gay. Nên bây giờ anh em phải chuyển cái đống sỏi của bà con này để vào bên trong này thì mới lấy được cái đống sắt ở bên dưới này. Hôm nọ bà con là che những cái tấm này đậy lên, sau đó là chèn lên trên này. Và tối hôm nay thì anh em sẽ ngủ lại lán và sáng mai sẽ tổ chức cho bà con làm sớm. Xếp ra khá là nhiều đấy. Cắm lên đây đi. Giờ thì bà con đổ bê tông xong rồi. Mệt quá là về rồi. Còn có hai anh em thôi. Gọi thêm cho trưởng thôn nhưng mà a ra chắc là tí nữa. Bây giờ còn không liên lạc được ấy. Tí nữa mới ra. Ấp. Ui. Nặng như đá thật. Đấy. Nhiều lắm. Con lên đây. Đấy. Hai bạn ném vào trong. Bây giờ mới là khoảng 5 giờ chiều tối. Hey, cho lên kia mặt trời anh bắt đầu đi ngủ rồi các bác ạ. Mọi khi là tầm này là anh em cũng mới bắt đầu từ trên bản đi về đó. Về đến nhà khoảng hơn 6 giờ. Lúc về thì nó nhanh hơn. Lúc lên thì khá là lâu vì lên toàn lên dốc mà. Đây là cái đống sắt nọ
cho bà con gia công và để ở đây rồi. Rồi anh em sẽ lấy lên mang về lán buộc quá. Lấy cái u nhá. Toàn bộ cái hết cái u. Đấy, từng tí một phát luôn được không? Hay là mỗi thằng một cái? Mọi người phải vác. Nốt là hai cái kia thôi. Đi 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 đi, được mà. Em lấy được mà. Đấy, bỏ đây. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu gia công sắt các bạn. Phía bên kia là bà con của thôn làng Nhì vừa đi làm nương về đây. Trên kia cũng có một cô cũng chắc là người của đảng đề chơ. Đấy, vừa đi chợ về. Em tranh thủ giờ này khá muộn rồi nhưng mà vẫn cố gắng là buộc cái này, mai cho xuống hố móng và ghép cốt pha, tiếp tục cho bà con đổ nốt cái hố mố hai bên này. Bên kia thì toàn những cái chỗ nó chật quá, anh em bắt buộc phải buộc ở dê tạm có một cái tấm ván này và buộc trên này. Đây thôi, đừng đừng đứng nó bột kẹt nó. Bên này có ông chắc đây đi làm nương đi không? Đi trông nương hả ông? À, mua thức ăn với lại rượu đi trông nương quá à? À, ngủ lán nương. Có hầu chớ rồi nha. Chớ à? Chớ mí mí thôi. Đây anh em đang buộc sắt ở đây, thấy hai mẹ con đi lấy củi về. Cho A Quyền An Ninh với A Quỳnh một ít củi đi. Mấy cây thôi. Để tối nấu cơm ở đây với. Anh ơi, chị bảo bà kia cho em lấy củi có nấu cơm hả? Chị không biết tiếng phổ thông. Ta nói biết rồi. Bảo đấy, anh bảo em ơi. Đang bảo anh này qua đường dịch hộ anh em cái các bạn. Phải là còn chưa khô chắc không tốt được. Cho mấy cái thôi. Đấy, để ra đấy cho A Quyền với. Đi lấy xa không? Không xa đâu gì. Đi làm nương về à? Sao về muộn thế? Bà con ở trên này thì bao giờ cũng thế các bạn. Sáng đi làm nương, tối bao giờ cũng bề củi về. Ờ à, thế được rồi, cảm ơn nhá. Ủa chào nhá. Đây bây giờ là khoảng 6 giờ tối các bạn ạ. À, cái đèn năng lượng mặt trời bây giờ bắt đầu bật sáng rồi. Rồi có hai cán bộ ở trên thôn xuống trong lán cùng anh em. Cũng là một người ở trong tổ hôm nay đổ bê tông đấy và chuyển vật liệu đấy. Anh em tổ chức nấu cơm ở trên kia rồi.
Còn ở đây ở lán thì tí nữa anh em nấu thức ăn sau thôi. Có mấy anh em trên bản xuống tăng ca của anh em thì sẽ nhanh thôi. Một lúc nữa là sẽ buộc xong sắt rồi. A Quỳnh thì vừa nãy khoảng 4 giờ là phải về Nghĩa Lộ để cầm thẻ về tối nay có video cho các bác. Và tiện thể là sẽ mua thức ăn lên cho anh em luôn. Buộc xong sắt rồi các bạn. Rất là nhanh. Đây, bây giờ là cũng khá là muộn rồi, nhưng mà ba anh em cố gắng xuống lăn cái hòn đá này ra để dọn cái chỗ này đi, mai vào sắt để ghép cốt pha đổ luôn bên này. May có quay bóng điện rồi, anh em thử làm. Đừng có lăn đi nhá, để đá lại. Chỗ này nó sạt mất một tí chỗ này xuống. Để ý những cái lỗ nút của em đừng đừng vùi vào nhá. Cái lá cây á. May là có điện sáng đây các bạn. Để ý cái lỗ bọn em đã khoan rồi nhá. Không là lấp vào đấy. Trời bắt đầu tối mù mịt rồi các bạn. Đúng một cái khung cảnh ở trên miền núi. Về đêm này. Xa xa kia là những cái ánh đèn của bản làng Trống Chùa và Tà Đằng thuộc xã Tà Xí Láng. Rồi, tối mù mịt rồi. Rửa chân tay đi, xong là rửa dụng cụ đi các anh ơi. Nghỉ thôi. Về anh em sẽ nấu cơm thôi các bạn. Đây các bạn. Tối anh Quỳnh quay về nhà để mua đồ ăn lên cùng anh em ở trên cầu. Thì vừa đến qua được Phình Hồ là xe thủng xăm rồi. Giáp từ tít trên kia xuống. Đen xì. Qua lên qua cái trên dốc của anh ạ. Chuẩn bị đến cái chỗ đoạn mà có máy trộn các thứ ở đấy. Cách đây khoảng một cây số. Giờ là đang đi đấy à? Vâng, đang đi lên đấy. Hôm nay mấy anh em đang làm cầu trên đề trơ ấy, tăng ca. Quay về mua thức ăn lên đây. Chắc hôm nay lên đến đấy muộn rồi. Chắc phải thay xăm luôn rồi. Đây đó. Đi luôn một quả xăm nữa rồi. Quả xăm này em nhớ là trước có vá một lần rồi. Đây. Có sờ thấy đinh không anh? Chắc là dính nghĩ mình vá đi nóng thế thôi. À. Đi đường dài. Vâng, vì buổi chiều em anh em làm ở trên đấy đổ bê tông xong. Xong em phi về, về mua thức ăn lại phi lên luôn. May ơi này sờ còn nóng rát. Cả đi cả về 50 cây mà. Từ đây lên đến đấy khoảng độ 10 cây anh nhỉ? Hơn đấy. À. Đây là nghỉ gần 10 cây rồi. Thế chứng tỏ đây mới được nửa đường. Thay luôn cái xăm mới cho yên tâm. Nói này về đến nhà rủ vợ hứng lên này đi cùng nữa cơ. Đi làm việc thiện thì ai muốn đi làm nữa.
này xác định cho anh em trên đấy ăn cơm muộn thôi. Đấy là vừa sửa xong xe này bắt đầu đi rồi. Hôm nay em lắp cái đèn chân sáng lên thì đường rất là sáng trưng luôn. Xin chào quý vị và bạn. Em buổi chiều anh em làm xong kia em quay về dưới Nghĩa Lộ để mua thức ăn lên đây. Vừa đi đến dọc đường nửa đường thôi mà xe lại thủng xăm. Thế là hai vợ chồng dắt xe quay lại. May mà còn có quán sửa xe ở ngay gần đấy, cách có 1 cây số thôi. Bây giờ cũng khá muộn rồi. Đáng nhẽ là lịch trình là phải tầm 6:20 là lên đến đây, nhưng mà bây giờ là 19:31 rồi các bạn. Do là xe hỏng phải đợi thay xăm khoảng độ 30 phút nữa cơ. Hơn 30 phút mới xong. Và còn dắt mất xe mất 20 phút. Thời tiết trên này lạnh thật đấy. Gió vù vù luôn, đi dọc đường cũng thế. Chính ra càng lên cao gần đến bản càng thấy lạnh các bạn. May mà hôm nay có mang cả áo mưa này, cả áo rét đi rồi. Thời tiết ở đây khá là căng các bạn. Buổi tối này, gió vù vù đây. Cái này hôm nay ngày đầu tiên anh em ở lại đây mới biết là hàng ngày mỗi đêm là anh em ở đây trông lán là khó khăn như nào. Giờ ở trên đây lại không có nước nữa cơ. Mình sẽ để vợ em lại đây nhóm bếp nấu cơm đã. Xong rồi anh em sẽ cùng anh Súa đi ra ngoài này để hứng nước nấu cơm. Không biết là có gạo không đấy anh nhỉ? Hôm nay em đi xe từ dưới lên nên khá là lạnh, mặc áo mưa vào. Nhưng hôm nay không biết anh Ninh di chuyển sang bên kia chắc là đi tắm nhờ ai ở đâu. Vào đến đây hơi muộn rồi, đáng nhẽ là vào đến còn chưa kịp tối ấy. Được cái hôm trước anh em lắp cái đèn năng lượng ở đây khá là sáng. Sáng trưng luôn như cái đèn cao áp ở ngoài đường phố ấy. Đây à, hứng nước ở đây anh? Ai à? Hôm nay đi dọc đường thì có mua được 3 lít nước lọc. Tính mua cái can 10 lít nhưng mà cái quán đấy lại không có cơ. Đây em tắt cái đèn pin em mang từ nhà đi đây. Cái bóng đèn năng lượng này khá là sáng.
Nhưng mà sau khi mình xong cầu, mình làm hai cái hai bên thì sẽ rất là sáng này. Thì bây giờ mình mới thắp một cái này thì nó chỉ sáng rọi ở bên phía này thôi. Hôm nay nghe dự báo thời tiết lại cơn bão đang đến gần đấy. Không biết là ngày mai hoặc là ngày kia gì đấy sẽ có cơn bão ở đây, mưa gió liên tục mấy hôm liền cơ. Quay ra bên này kiểm tra cái mố. Sáng chiều nay anh em vừa đổ xong rồi. Giờ chắc là nó cũng xe xe rồi đấy. Rất là yên tâm rồi. Thẳng đét và đều đẹp rồi. Chắc khoảng độ ngày mai, hết ngày mai thì có thể dỡ cốt pha được không? Trở lại lán đây các bạn. Không ngờ là ở đây là gần khe suối nó gió to thế. Anh em lúc trong chờ đợi vợ chồng A Quỳnh đi thay xăm lên được nửa đường, thế là bị thủng xăm. Nên là đi lấy mấy cái cốt pha này về chắn gió. Không biết là có ổn không. Đây là vừa rồi với anh Ninh với lại hai cán bộ thôn nữa đóng cái rằng vào đây rồi. Đấy. Nhưng mà nếu mà bão về đúng đêm nay mà lật đi thì cũng căng đấy các bạn ạ. Đây, gió rất là to luôn. Dấu bên này là có cái món. Cái này là xả cho vào trong bụng con cá đấy à? À. Món này gọi là cá rán xả. Không biết là hôm nay là phu nhân A Quỳnh lên chế biến cho anh em những cái món ăn gì đây. Chúng ta hãy cùng đợi xem trong những cái phút tiếp theo các bạn nhé. Đợi mãi một lúc mới xong được một món các bạn. Hôm nay bếp lửa thì do nó ẩm nên khá là đun khó, với lại củi nó ẩm ướt lắm. Củi không được khô như củi ở nhà đâu. Rất là khói luôn. Anh em vừa làm vừa nấu cơm vừa chảy nước mắt luôn. Này hôm nay cũng có mấy món đấy. Có một cái món mực này, anh Ninh đang đi tắm ở trên kia, tí xuống bảo anh mua mấy chai bia về đây nhắm mực. Ở phía bên này thì đây đang làm món gì đây, sốt cà chua gì đây? À, để cho vào cá à? Tưởng như thế là xong rồi. Phía bên này là cái nồi thịt gà đây, thịt gà bản nhé các bạn. Hôm nay động viên anh em tăng ca là mấy món dân dã tí, khói quá. Hôm nay là rán con cá thì có cho gia vị vào bụng thôi. Bây giờ sẽ làm đậu sốt vào phần trên, mặt trên của con cá. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thế là đã xong được một món. À đây rồi, An Ninh đại ca đã đến rồi. Đi đường có bắt được em gái xinh tươi không anh ơi? Đi từ ngoài kia vào đây chả gặp ai luôn. Không gặp ai luôn. Thế giống vợ chồng em. Vợ chồng em đi tít từ dưới kia lên, sửa xe xong lên thì chả gặp ai, không có một bóng người nào. Tắt đèn xe máy đi còn không nhìn thấy nhau nữa. À, quên mất giới thiệu với các bạn, bên này là có bí thư A Súa nhỉ. A Súa năm nay bao tuổi rồi? Năm nay 33 tuổi. 33 tuổi à, cán bộ rất là trẻ của thôn bản. Thế là sinh năm 89 anh nhỉ. Tổ của A Súa đi làm đâu các bạn. Nhưng mà vẫn cố gắng xuống đây để xem là anh em cuộc sống của anh em ở trên bản hôm nay là ngủ như thế nào. Nên là bắt lại nấu cơm cùng anh em luôn. Còn một anh nữa nhưng mà đi lấy củi rồi các bạn. Bảo lấy củi tít trong rừng sâu thì các bạn. Em bảo đưa ai cho anh cái đèn pin, bảo anh đi lấy đi, em không quen em không đi đâu. Ở đây thì rất là nhiều củi. Mà cái thời gian anh em làm ở trên này nó khá là vội nên là cũng không chưa đi lấy được. Vừa rồi là lúc chiều tối là cũng xin hai mẹ con
đi làm nương về nhưng mà vẫn không đủ phải đi lấy thêm. Đây, cái nồi thịt gà thì sắp được rồi, gần sôi rồi. Em kẹp cái con mực đã. Này sẽ nướng bằng than củi nhé. Này bình thường mực này mà nhắm bia thì ngon hết ý rồi. Cho hai hòn đá thì cái than nó nướng. Đồng chí kia đi lấy củi mãi không thấy về. Không biết có gặp Lý Mạc Sầu ở đấy không. Vào tít rừng già ấy các bạn. Chả thấy bóng đèn đâu. Còn không thấy ánh đèn đâu kìa. Đây đợi mãi cũng thấy anh ấy đi lấy củi về rồi. Đi lấy tít trong kia. Đi xa thế anh. Em còn không thấy ánh đèn của anh đâu. Gần đi về chơi rồi à. Thế có gặp Lý Mạc Sầu trong đấy không? Anh em cứ nghi là chắc là ma sợ quá mà chạy rồi. Mà muốn ăn thịt ma cho anh ăn thế nào. Đây thấy anh đi lấy củi toát hết cả mồ hôi đây. Để em lấy củi cho vào luôn. Đây tiếp củi đi. Không đến 9 giờ chắc chưa được ăn cơm đúng không? May quá làm được một lúc thì thấy gió nó tạnh tạnh rồi. Không thấy thổi mạnh như lúc nãy nữa. Lúc nãy lạnh thật đấy. Rồi xem cái rồi gà này chắc sắp được rồi đấy. Chắc phải lật. Con này có gì nhỉ? Mình chưa được à bao giờ ấy nhỉ? Con này à? À? Con này là con mực đấy anh. Con mực á? Vâng, anh chưa được ăn bao giờ á? À? Con nào phải ăn đấy? Con này mua ở chợ mình thôi. Chợ mực khô, vâng. À. Nếu mà mình đi du lịch ở biển thì có mực tươi ăn rất là ngon luôn. À, khi nào nó to thì nó như thế nào ấy? Nó to, nó tròn cơ. Cái này là mình phơi khô rồi. À. Phơi khô mà mang đi bán thì nó... Phơi thì nó phẳng ấy. Ừ. Trước là nó tròn. Thấy đùa đây cơ. Chưa được ăn con này bao giờ á? Chưa ăn bao giờ. Ra biển nó vẫn chưa thấy bao giờ. À, thế anh được đi biển lần nào chưa ạ? À, đi chú Quảng Ninh à? Vâng. Thế con ra biển này con này nhiều lắm. Vâng. Vào cái trạm cái gì? Trạm hải quan. Vâng. Thế chắc là anh không hay đi uống bia nhậu nhẹt đâu nhỉ? À, không hay đi mà. À, món này thì những anh em nào mà sành về uống bia thì không phải nói rồi. Món này là nhắm là hợp với bia nhất này. Con này em giã ra chấm muối ớt ăn cơm. Mình thì thích giã ra ăn với cơm á. Em chỉ thích nhắm bia thôi. Anh ăn cơm. Mực nướng than tổ ong. Đây, khá là vất vả cho anh. Cán bộ A Súa vừa đi lấy thêm nước dùng đi rửa rau. Có cái túi chất lượng đấy anh. Không có cái túi này thì phải đông quá. Đeo như mấy chị em ấy. Hôm nay chỉ có 3 món thôi. Một món canh nữa. Còn cái này là món thịt bò thì dự tính là để sáng mai ăn sáng. Đây, có cả mua cả bún này. Với lại cà rốt nữa cơ. Nhưng mà hôm nay bảo nấu cơm lại không có cơm, không có gạo nấu các bạn. Tí nữa sẽ ăn bún rồi. Còn phần thịt bò này sẽ để mai nấu ăn với mì tôm. Phần bếp này anh em làm ở tại lán luôn nên nó hơi bừa bộn tí. Các bác xem video thông cảm nhé. Không được như ở nhà đâu.
hôm nay nghe tăng ca thì cũng vất vả cho hai ông anh ở trên làng gì nhỉ. Bây giờ đúng 21:15 rồi, hơn 9 giờ rồi mới được ăn cơm tối. Hôm nay chỉ có 3 món chính thôi, một món thịt gà này, một con cá này và một đĩa mực. Phần này thì rau với canh thì món phụ. À, còn món chính nữa là bia cơ. Mời các bác ăn tối cùng anh em. Mời anh em nhé. Mời các anh nhá. Xuống đi anh ơi. Mời tục tứ nhá. Đây thực. Có bia nhá. Có bia không? Đây cốc cho anh. Có chai nước ngọt. Có chai nước ngọt này. Chờ thổ địa đi. Đây các bạn, hai anh em ở làng Nhì thì về trước rồi. Còn ba anh em với lại A Quỳnh với phu nhân ngủ đây thôi. Xem ai đứng trí, lâu lắm không mắc màn xem nào. Xem có mắc chuẩn không. Đây bên này thì có cái liều ngủ thôi. Ngủ hai vợ chồng ngủ thoải mái. Anh em đã kết thúc rồi các bác ơi. À, có lẽ là video cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng ngày mai. Sáng ngày mai thì anh em sẽ bố trí xem đến sáng ngày mai mắt ông nào ông ấy sưng vù lên các bạn. Không biết có ngủ lâu lắm mà không ngủ trên bản nên không biết có ngủ quen không. Gió to về xong lật bản đấy. Chỉ lo ban đêm nó gió to hoặc là mưa thôi. Mưa là nó hắt cực kỳ luôn nữa. Và có lẽ video tới đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong phim ngày mai. Xin chào quý vị và các bạn. Đừng đang ngủ đứt nhá. Cái màn đây rách một nửa rồi có gì nữa. Đây các bạn. Cái màn chỉ còn đúng một nửa thôi.